Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì Diễn Nhôm Kính đang có mặt tại công trình nhà cô Hân có địa chỉ tại xóm Đan 1, Ký Phú, Đại Từ, Thái Nguyên. Đó, và công trình này thì cô Hân hiện tại là cô đang xây về cái phần thô, đang xây lên về cơ bản là mới trồng cột và xây tường thôi quý vị ạ. Đó, và công trình này thì cô thiết kế là mái Nhật. Đó, và hôm nay cô mời Diễn về khảo sát thi công cho cô. Nó ra cho cô những kích thước của những cái bộ cửa chính ra vào, cửa sổ, cửa đi thông phòng, cửa vệ sinh. Đó là những cái bộ cửa Diễn đến Diễn khảo sát trực tiếp. Và lúc sớm thì Diễn khảo sát thì các bác thợ xây chưa xây phần tường lên. Đó, và sau khi mà Diễn thống nhất kích thước tất cả những cái bộ cửa nhôm thủy lực, cửa chính và những cái bộ cửa sổ và cửa đi thông phòng và các bác đã xây lên rồi quý vị ạ. Đó, và công trình này thì hiện tại là ở cái phần cửa chính ra vào thì Diễn có thiết kế cho cô là một bộ cửa nhôm thủy lực Owin, khuôn bao bản 20 phân và cánh là bản 180 quý vị nhá. Đó, và công trình này thì bộ cửa chính này thì Diễn để kích thước là tổng chiều ngang của bộ cửa này là 2,9 m và tổng cao là 2,92 m. Đó, và kích thước lọt sáng của cái bộ cửa này là chiều ngang lọt sáng là 2,15 m và tổng cao lọt sáng là 2,55 m anh chị nhé. Đó, và khi mà anh chị mời công ty chúng tôi về khảo sát cũng như là ra cho quý vị những kích thước của những cái bộ cửa từ khi anh chị làm móng hoặc anh chị chuẩn bị xây tường lên thì chắc chắn rồi, tất cả những cái bộ cửa bên công ty Diễn chia tỷ lệ kích thước đều vào kích thước lỗ ban số đẹp và chia làm sao bộ cửa chúng ta nó lên nó cân đối, nó đẹp nhất có thể anh chị ạ. Đó, và những cái bộ cửa mà Diễn thiết kế ấy, thì về tổng thể của nó từ cửa sổ, cửa chính, cửa đi thông phòng đều là vào tích, công ty chúng tôi đều tính vào kích thước lỗ ban số đẹp hết quý vị nhé. Đó, là bộ cửa chính và bộ cửa sổ bên cạnh này thì cái phần dạ ở bên trên thì Diễn đang thiết kế là nó bằng nhau anh chị ạ. Bằng nhau để chúng ta nhìn nó tổng thể nó sẽ cân đối, nó thẳng một lèo luôn. Đó, đó là những cái lợi ích khi mà anh chị khách hàng ký hợp đồng với chúng tôi từ khi làm móng hoặc là từ khi anh chị đang xây phần thô lên. Đó, và sau khi mà chúng tôi đã chốt kích thước với các bác thợ xây thì anh chị sẽ không phải lo về vấn đề là sẽ phải đục phá sau khi mà anh chị xây tường lên. Đó là những cái ưu điểm khi mà anh chị khách hàng ký hợp đồng từ khi làm móng quý vị nhé. Đó, và công trình này thì còn khoảng 2 tháng nữa là vào hoàn thiện hết tất cả hạng mục. Đó, và sau khi mà Diễn lắp đặt lên hoàn thiện cái phần cửa thì Diễn sẽ về review cho quý vị cùng trải nghiệm những cái bộ cửa bên công ty Diễn lắp đặt tại Đại Từ, Thái Nguyên quý vị nhé. Rồi, xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị ở video công trình lắp đặt lên hoàn thiện. Xin chào quý vị.